Ờ hỏi. Ờ hỏi, ờ hỏi. Anh ơi chè thả ở kéo anh, ờ hỏi. Ờ hỏi. Hết rồi, cho hết rồi. Ngon không? Cái này sữa nè, cái này ngon lắm nè. Ngon không? Và đi lên đi lên núi ấy đường nè, thì lúc nốt không ở dưới chân núi cấm. Đã trên núi đã xuống nó có con đường này chạy ở theo mấy cái bờ ruộng đó, từ làng chạy lên trên núi hoặc là ngược lại. Khi tao phát vậy á, tao phát cho đông nghĩa là nhà nghèo gì cũng có hết á. Anh ấy lên đây. Lên rồi lắc. Lên rồi lắc đó. Ngon vậy? Ngon không? Ngon. Ngon hả? Sao bột luôn hả? Dạ. Phải. Phải ngon thì mà chợp với ọt kẹo anh ở liên. Ây da. Ọt kẹo ấy. Ây da. Anh chọn nhảy. Ây. Kẹo. Hả tí tình bọt kìa. Hả tí tình. Chẳng mình. Nhưng mà sao chú phú nhất đã tam đó. Mình như ai tới. Ôi tức là ô bàn con. Ba. Ôi bây giờ bài ngày nay à tức. Có sợ bài đây. Ba. Ờ hỏi, ờ hỏi. Anh ơi chè thả ở kéo anh, ờ hỏi. Hết rồi, cho hết rồi. Ngon không? Cái này sữa nè, cái này ngon lắm nè. Ngon không? Hôm nay cũng sữa nữa nè, cái này là xa xị. À nếu không đất lên đây, bùa về thả anh ăn hình lắm. Đó, thả. Chị anh nha. Ờ ờ ờ đã châu mớ lũ tập lết phải tập lết có máu bắt đồ từ thiện thì người ta đem vô tới đây người ta để trong này. Không biết đoàn nào cho thấy cũng nhiều. Cái này là quà từ thiện, chút nữa anh ta phát cho bà con nè. Có mì, mì tôm, gà, à, quần áo mới luôn nè. Quần áo nguyên nguyên kiện luôn nè, thấy không? À, có cho quần áo nữa. À. Còn cái này là gạo. Bên đây là gạo. À, có nước tương nữa nè. Có bánh nè, cái đoàn này cho nhiều rồi nha. À. Cái này cái gì? Muối, có muối nè, có nước tương nè. Cái này là cái gì đó? Chất bột nêm quá. Cái đoàn này người ta cho nhiều, cho quần áo mới luôn. Cái này là quần áo mới không à, phải không? À, quần áo cho mấy đứa nhỏ.
Cái này là mì. Nhìn ra bên đó là núi Cấm. Dì mở ba bằng nào kia đó. Dạ. Dạ. Ở trên nó cục một con không luôn. Ông nay chưa được non nè ông. Ở mấy cái cái mà vẫn chưa non nè, mấy chừng. Ở ta mà mò đó chá, ba mò mun mun cây. Ban mò man mò chứ ơi mò đó mun. Mò đó, cây miền trái phiếu ai ta ấy. Chá chá. À người ta dạ. Phát nhiều quá là người ta ra phiếu cho bà con. Ông ăn mau ha. Nhóm nơi xa đam phân ấy, đã thoát phùm sọc tới rồi cái thà nơi này mình chạy bằng nào ấy. Cái hai khi mà thoát nè. Ừ, máu đã mặt thăm. Đó kìa chú ấy thường hành lô có hình tích. Chẳng hả? Màu em chạm thoát ông. Bà. Mày lành nè ông. Bà. Khiếm lại từ vọt tới gì? Ở đây là chánh điện của chùa Nam Di Trên. Là cái chùa này nó ở cuối làng. Có ai tên hả? Hả? Đâu có định vô quay ở trong này. Tính chạy vòng vòng quay cảnh. Rồi tính đem kẹo qua cho mấy đứa nhỏ ở bên Sóc Thôn. Vô đây cái có đoàn từ thiện người ta phát quà từ thiện cho bà con ở đây nè. Rồi ghé vô đây nguyên một đám con nít cho tụi nó hết luôn. Kẹo đâu cũng bộn rồi cũng 50-60 cục vậy. Hồi nãy thấy nói nhiều lắm. Đem cho tụi Sóc Thôn chắc là được. Vô đây cho không đủ luôn. Núi này là núi Nam Di. Rất là nát. Thứ đây chơi mướt. Ở chơi thứ đây thì chưa đi sau phố ấy. Cái này là mấy cây dầu. Ui, kẹo này thơm quá. Ta có đấy hả? Hả? Anh ấy bông xí bảy đầu quá. Thế anh ấy anh qua rồi ta? Đó chụp anh thơ bằng ơi nha. Hả? Tôi khai anh xong ta có về hôm mà. Hả? Ô hơi lấy chai ô hơi. Nè mà thân lấy chai phụ viên đang cổ mà lì nhảy. Của ai mẹ ná bán đấy mình. Ồ tùm máu ô hơi chân. Cửa này đi hôn em phụng hôn ấy. Kẹo đây. Kẹo kỹ. Trong thơ cái đó tiết. Anh ấy thơ sát. Sát ấy anh ấy. Và ôi anh ấy trong xì xoa tiết ra lắng á. À nó hạ nó mán đấy nè. Ô chanh sập xoa mới nè. Nghe coi nè. Nè. Ừ. 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 Ừ
Phải thử sát đấy. Bú hả? Ây da. Nó thử đại như mưa. Hey. Nó hạt chạy thử tiền. Phải thử bùa ấy, bùa lăn này bùa ấy. Bùa vê cho. Ây da. Ôi, mơ anh mơ bùa vê cho anh mơ. Ủa, anh ấy chật ngọt vui, áp xua lươi vui. Bùa đây, ai bùa đây. Hả? Nếu anh ấy còn cắt phé này. Hả? Nghe thấy nó ta. Hả? Nó lại vay viên ngọt vậy. Phải mấy sư đi đang đi tới không đó. Yeah.